là cho ta học tới vấn đề thứ 28 với nhau đến ngày mai. Giải thoát linh hồn không có nghĩa là chấm dứt một bộ lạc già la vốn không thật có, cũng không phải là chấm dứt dưới thân trẻ mạng của một đời tu. Bộ lạc già la không phải là quốc gia, nó không nghĩa là ngã. Và chúng ta có thể hiểu rằng có thể hiểu một cách sai lầm rằng là có tương hồi không liên hồi nữa, tức là lúc đó không còn cái ngã nữa, nên vậy cho nên không có gì tương hồi. Trước khi giải thoát thì nó có một cái ngã, và giải thoát rồi không còn cái ngã nữa, nên không có liên hồi. Chúng ta không biết như vậy, nên là đến giờ không có đúng. Liên hồi ở đây tức là sự hy vọng. Sanh tử người sanh tử và tử phạt. Và trong cái đầu của nhiều người á, thì là phải có một cái gì nó đi qua sanh tử, phải có một cái gì nó đi qua tử rồi nó sanh trở lại, rồi nó tử nữa rồi nó sanh trở lại. Nếu mà nói tới sinh tử thì phải nói là phải có cái gì nó mới đi sinh rồi nó mới đi tử được. Cho nên không có cái gì thì làm sao mà cái gì sinh cái gì tử. Nói giải thoát cũng vậy, thì phải có cái gì giải thoát hay là không giải thoát. Và vì vậy cho nên nói tới giải thoát, nói tới luân hồi, mình dẫn là có cái ngã. Và rất nhiều người nghĩ rằng giải thoát luân hồi tức là từ cái chỗ có ngã, tự nhiên không có ngã nữa, mình tu rồi không có ngã nữa. Vì vậy thì không có ngã nữa, thành là không có sinh tử, không có luân hồi. Và những cái câu hỏi là khi chết ta đi về đâu á, là nó giả định là có một cái ngã đó nó đi về đâu, ai đi và đi về đâu. Thành ra cái ý niệm về ngã đó trong đạo Phật gọi là Buddhagala, là bố đặc giả là. Và đúng theo cái tinh thần của Đạo Phật đó, thì đó là một cái ý niệm chứ không phải là một cái sự thật. Ngã là một cái ý niệm mà mình có chứ không phải là một cái thực thể. Rồi mình do mình tu hành, tu tập mà mình có thể làm cho cái thực thể đó nó tan ra, không phải như vậy. Ngã là một cái ý niệm. Mà không phải là một cái thực thể. Cho nên là trong cái câu này nói rằng một bố đặc giả la vốn không thật có. Nó chỉ là ý niệm thôi, nó không thật có. Thành vấn đề tu hành giải thoát là không phải là từ có ngã mà mình trở thành vô ngã. Chính ngay trong giờ phút này nó đã vô ngã rồi, chứ không phải là giải thoát rồi thì nó mới vô ngã. Vậy thì vấn đề tu tập á, là vấn đề phá tan cái ý niệm về ngã, chứ không phải là phá tan ngã.
Từ ngã làm gì có mà phá tan. Nó chỉ có ý niệm về ngã cần phải phá tan thôi. Mình phải thấy được cái tế gì đó. Không có cái ngã cần phải phá. Mà có một cái ý niệm về ngã cần phải phá. Cái ý niệm về ngã đó gọi là ngã chấp. The attachment to the idea of itself. Hiện bây giờ mình đang là vô ngã. Thành mình đâu có cần đi tìm cái vô ngã nữa. Và đã vô ngã rồi thì tại sao cần phải diệt ngã? Diệt ở đây tức là lấy đi cái ý niệm về ngã. Mình đã từng được học nhiều về trung đạo, tức là không có sinh, không có diệt, không có có, không có không, không có một, không có nhiều, không có tới và không có đi. Và mình được nghe thầy dạy nhiều lần rằng là những cái gọi là sinh diệt, có không, tới đi, một nhiều, nó chỉ là những ý niệm mà không phải là những cái sự thật, những cái thực thể. Thì ngã nó cũng là một ý niệm, và vô ngã nó cũng là một ý niệm. Ngã là một ý niệm mà vô ngã cũng là một ý niệm. Và vì vậy cho nên giải thoát luân hồi nó không nghĩa là chấm dứt một cái thực tại, một cái thực thể gọi là ngã, gọi là Buddhala, để đi tới một cái thực thể khác gọi là vô ngã. Bỏ một cái để nắm một cái. Rồi nếu ngã là một khái niệm thì vô ngã nó cũng là khái niệm thôi. Cái khái niệm vô ngã mình sử dụng để đập phá cái khái niệm ngã. Nhưng mà nếu mình kẹt vào cái vô ngã thì mình thoát ra khỏi cái này và mình chui vào trong cái khác. Và vì vậy cho nên chúng ta phải phân biệt giữa hai cái. Một cái là cái thực thể, một cái entity, và một cái là idea, một cái là notion. Ending samsara does not mean to end itself. That is not exist, that is inexisting. Thì vấn đề là vấn đề nhận thức. Khi mình nhận thức có ngã là mình đau khổ. Và nếu mình nhận thức vô ngã thì mình lo sợ. Mình thấy lạc lõng, mình thấy sợ hãi. Thành ra cả hai cái ý niệm ngã và vô ngã đó đều là những ý niệm. Và giải thoát luân hồi tức là vượt thắng được hai ý niệm đó. Cũng như vượt thắng được ý niệm có và không, sinh và diệt. Cái ý chính của cái đoạn này là mình đừng có giả định là có một cái ngã nó đang làm cho mình tù túng khổ đau. Và tu hành đó, tức là mình phá tan cái ngã đó để được tù túng, khỏi tù túng khổ đau. Mà sự thật là cái ngã đó chỉ là ý niệm. Thì mình kẹt vào ý niệm, chứ không phải là kẹt vào một cái trạng huống, một cái sự thật. Ví dụ như mình có những cái lo lắng không đâu á, những cái sợ hãi không đâu đó,
thì những cái sợ hãi, lo lắng không đâu đó, không có căn cứ đó, nó trở thành cái ngục tù giam hãm mình. Hay là mình có một sự ganh ghét, hay là sợ hãi. Mà sự ganh ghét, sự sợ hãi đó, nó do cái tâm mình nó tạo ra. Thì cái sự ganh ghét, sợ hãi đó, cái sự lo lắng đó, nó trở thành một ngục tù. Nó không phải là một cái sự thật, nó chỉ là một cái ý niệm thôi. Và vì vậy, cái vấn đề ở đây là vấn đề nó phá tan một cái ý niệm, thoát ra khỏi một ý niệm, hơn là thoát ra khỏi hoặc là phá tan một cái thực thể vốn là không có. Ngã không có, không, thì tại sao mà phải thoát ra khỏi ngã làm gì? Và đánh phá ngã làm gì? Ngã là cái ý niệm thôi. Nó tùy theo cái tâm của mình cả. Ví dụ như có một người thờ điêu khắc, ông ta có một cái khúc gỗ, ông ta lấy cái dụng cụ điêu khắc của ông làm một hồi, thì khúc gỗ đó trở thành một ông thần. Rồi tự nhiên ông sợ ông thần quá đó, ông lạy xuống trước ông thần. Đó, ông nô lệ cho chính cái tác phong của ông ta. Mình tạo ra một cái ông thần, rồi mình sợ quá, mình lại cái ông thần đó. Cái tâm mình nó tạo ra cái đó, rồi mình bị là nạn nhân của cái đó. Thì ngã nó cũng như vậy. Thành ra những cái quan điểm, những cái ý tưởng, những cái ý tưởng những cái khái niệm mà mình sáng tạo ra có thể là ngục tù của mình. Vì vậy cho nên giải thoát là giải thoát ra khỏi cái khái niệm đó. Cũng không phải giải thoát luân hồi, cũng không phải là chấm dứt giới thân tuệ mạng của một đời tu. Chúng ta có cái danh từ giới thân tuệ mạng. Và chúng ta có danh từ thân và mạng. Thân là hình hài, mạng tức là mạng sống. Thân là body, còn mạng tức là sự sống. Mà trong đời của một người tu thì mình có cái giới thân, tức là mình giữ giới thì mình có cái giới thân. Cái giới thân nó bảo vệ tự do cho mình. 5 giới, 10 giới, 14 giới, nó giữ cho mình cái hạnh phúc, cái tự do. Và cái giới thân đó, nó lớn lên nhờ cái sự tu tập của mình. Và khi mà mình thực tập nuôi dưỡng cái giới thân đó, thì mình làm cho cái đời sống của trí tuệ của mình nó lớn lên. Cái đời sống của trí tuệ đó gọi là tuệ mạng. Tuệ mạng tức là đời sống của trí tuệ. Cái mạng sống của trí tuệ. Mà trí tuệ nó có khả năng giải phóng cho mình.
Nếu mình bị u mê thì mình kẹt vào trong cái sanh tử luân hồi, trong cái khổ đau, trong cái sợ hãi, trong cái tuyệt vọng. Còn nếu mình có cái tuệ giác á, thì cái tuệ giác đó nó đánh phá những cái vô minh, những cái sợ hãi, những cái hận thù, và nó làm cho mình trở thành con người tự do, có hạnh phúc. Cái đó gọi là tuệ mạng. Tại vì tuệ giác nó có cái mạng sống của nó, và mình nuôi dưỡng cái tuệ mạng đó. Thì cái khi mà cái thân thể của mình nó tan rã, thì cái giới thân đó và cái tuệ mạng đó nó không có chấm dứt, nó tiếp tục mãi mãi. Và nó tiếp tục dưới những hình thức khác. Tại vì không có lý trong một cái đời tu mình nuôi dưỡng cái giới thân tuệ mạng như vậy, mà đến khi cái thân thế này tan rã thì cái giới thân của tuệ mạng đó nó chấm dứt hay sao? Bởi vì vậy cho nên giới thân tuệ mạng nó đi luân hồi, tức là nó được tiếp tục. Nó được tiếp tục và nó làm lợi lạc cho mọi loài hữu tình. Và mình tiếp tục nơi những hình thác, những hình thức khác. Hình thức khác của sự sống. Và cái câu thứ hai, cái đoạn thứ hai của cái định đề này nó chứng tỏ rằng giải thoát giác ngộ không phải là sự chấm dứt của một cái gì hết. Nó là sự chấm dứt của những tà niệm, những tà kiến. Và nó là sự tiếp tục của những tuệ giác. Vì vậy cho nên giải thoát giác ngộ tức là giải thoát ra khỏi những cái tà kiến, và giác ngộ có nghĩa là mình được tiếp tục bởi tuệ giác. Ví dụ như mình nghĩ Đức Thế Tôn, thầy của mình đó, thì mình biết rằng Đức Thế Tôn có một cái giới thân và một cái tuệ mạng rất lớn. Và Ngài đã, sau khi cái thân hình hài của Ngài tan rã, thì cái giới thân tuệ mạng của Ngài vẫn được nuôi dưỡng tiếp tục bởi những thế hệ đệ tử. Và mình có thể thấy được cái sự tiếp nối của Đức Thế Tôn qua các cái thế hệ. Và nhờ mình tiếp tục tu tập, hành trì giới luật, khai mở tuệ giác, mà cái giới thân tuệ mạng của Đức Như Lai được tiếp tục, được đưa tới những cái thế hệ tương lai. Và mình là những người tham dự vào cái dòng đó, cái dòng giới thân và cái dòng tuệ mạng đó. Mình là sự nối tiếp của Đức Như Lai. Và Đức Như Lai luân hồi dưới dạng giới thân và tuệ mạng, chứ không phải là luân hồi dưới cái dạng ngã chấp và si mê. Tại vì ngã chấp và si mê Ngài vượt được rồi, Ngài phá bỏ được rồi. Và do đó cho nên giới thân tuệ mạng nó là sự tiếp nối của Ngài. Nếu giới thân tuệ mạng mà không được tiếp nối thì buồn bích biết mấy. Tại vì cả một đời tu mà nó không có cái sự tiếp nối hoài hoài về tương lai thì rất là uổng. Cho nên mình thực tập là mình thực tập cho tổ tiên của mình, tổ tiên tâm linh cũng như là tổ tiên huyết thống. Mình thực tập cho Bụt,
để cho cái giới thân và tuệ mạng của Bụt cũng được tiếp nối. Mình thực tập cho ông bà cha mẹ, để cho ông bà cha mẹ ở trong mình và trong con cháu mình được thừa hưởng cái giới thân tuệ mạng đó. Và nhờ sự thực tập của mình mà giới thân tuệ mạng đó được truyền về những thế hệ tương lai. Và mình không muốn những cái tà kiến, những cái ngã chấp đi luân hồi, tà kiến, ngã chấp đi luân hồi về tương lai thì gây đau khổ nhiều. Mình chỉ muốn cái giới thân tuệ mạng nó được truyền về tương lai. Vì vậy cho nên luân hồi, nghĩa là luân hồi cái gì? Và không có một cái ngã, không có một cái put gala, vẫn có thể có luân hồi như thường. Mà chúng ta hãy nhìn một đám mây. Chúng ta hỏi đám mây có cái ngã không? Nhưng mà đám mây nó luân hồi được. Đám mây nó tiếp tục bằng mưa, bằng dòng suối, bằng rừng lúa, bằng sương mù, bằng tuyết. Và đám mây không bao giờ chấm dứt hết. Và luân hồi của đám mây có thể rất là đẹp. Nếu mà đám mây không có bị ô nhiễm. Thì mình làm thế nào để cho cái đám mây đó nó được luân hồi, nó được tiếp nối ở dưới những cái dạng đẹp nhất của nó. Thì mình cũng vậy. Mình không muốn luân hồi dưới những cái hình dạng xấu xí, tà kiến, ngã chấp, tham, sân, si, chia rẽ, hận thù, bạo động. Mình muốn luân hồi dưới những cái dạng đẹp như là từ bi, trí tuệ, giải thoát, niềm vui, tình huynh đệ. Và sự tu học là để như vậy, để chấm dứt cái sự luân hồi của những cái tiêu cực và để làm cho tiếp nối cái sự luân hồi của những cái đẹp, cái hay. Vì vậy cho nên luân hồi nó không có nghĩa là chấm dứt một cái gì đó. Luân hồi nó có nghĩa là sự tiếp nối. Và nó có luân hồi xấu, nó có luân hồi đẹp. Và nếu cái luân hồi đẹp đó, cái luân hồi đó nó đẹp á, nếu đó là sự luân hồi của trí tuệ, từ bi, đến tương á, thì chúng ta sẽ ca ngợi cái luân hồi đó. Chúng ta có thể nói vạn tuế luân hồi, long live samsara. Tại vì sự sống rất là cần sự tiếp nối của tuệ giác và từ bi. Thành ra các thầy, các sư cô, các vị Phật tử, ngày mai, ngày mốt có ai hỏi là nếu nói luân hồi thì ai đi luân hồi? Nếu không có ngã, cái gì đi luân hồi? Thì các thầy, các sư cô, các vị Phật tử phải trả lời cho được. Và mình cứ quán dấu đám mây thì mình biết đám mây nó đi luân hồi như thế nào, nó có cần có cái ngã hay không. Cái tình huynh đệ cũng vậy, tình huynh đệ mà mình chế tác nó có thể đi luân hồi. Và nó sẽ làm đẹp cho cuộc đời,
câu này có vẻ như khó hiểu, nhưng mà nó không khó. Sinh diệt chỉ là biểu và vô biểu. Chữ biểu đây có nghĩa là biểu hiện ra để cho mình có thể nhận thức được. Tiếng Anh là manifestation. Chữ biểu là dịch từ tiếng Phạn Vishnapti. Và bất cứ cái danh từ tiếng Phạn nào mà có cái tiền từ vi đều có cái nghĩa là phân biệt. Phân biệt. Nhận thức. Phân biệt, tri giác. Chữ biểu á, nó có thể hiểu như là sanh ra. Nhưng mà kỳ thực, cái chữ biểu nó hay hơn chữ sanh. Tại vì sanh mình có thể hiểu là trước đó nó không có, sau khi sanh ra thì nó có. Trước là không mà bây giờ là có thì gọi là sanh. Khi mà nên chưa sanh thì gọi là không có, có sanh rồi thì gọi là có. Cho nên cái chữ có đó nó làm cho mình kẹt, cái ý niệm có nó làm cho mình kẹt. Còn biểu nó hay hơn là chỗ rằng là nó biểu hiện ra thôi, nó không phải là từ không mà trở thành có. Và khi mà nó biểu hiện thì mình nói nó là có, và khi nó không biểu hiện thì mình nói nó là không có. Kỳ thực nó thoát ra khỏi cả cái có cả cái không, thành ra chữ biểu nó hay hơn. Cho nên là lần mai mình mới có cái câu đó là em không phải tạo sinh mà chỉ là biểu hiện. You are not a creation, you are a manifestation. Nó là hay ở chỗ đó. Mình nhìn một bông hoa, nó nở ở trong cỏ. Mình mỉm cười mình nói, I know, you are not a creation, you are a manifestation. Thì biểu này gọi là Vishnapti. Vishnapti thì nó có cái đối tượng của cái chủ thể. Là nó có năng, có sở. Sau khi Hòa Thượng Thích Mạng Giác viên tịch, thì ở bên chùa Việt Nam làm lễ rất lớn. Và các thầy bên đó có gửi qua bên này cho thầy vào khoảng 7-8 cái hình. Có rất nhiều các vị xuất gia đắp y và khiêng kim quang của Hòa Thượng. Thì trong những cái hình đó có một cái hình rất là đặc biệt. Cũng có nhiều thầy, các vị đại đức, các vị thượng tọa đi phò cái kim quang hòa thượng. Nhưng mà phía trên thì có trời xanh, có mây trắng, có những cái tùng rất là đẹp.
Thì một mặt thì có một cái quan tài, trong đó có một xác người. Một mặt đó, thì phía trên có trời xanh, mây trắng và những cái tùng rất là đẹp, màu nhiệm của sự sống như là quý vị đang thấy ở ngoài. Thì cái niệm đầu của thầy là khi thấy cảnh đó thì thầy nói bây giờ nằm trong đó rồi, làm sao thấy được những cái mầu nhiệm của sự sống như vậy nữa. Cái cảnh đẹp đó để cho ai nhìn? Mình có thể phát sinh ra những cái tư tưởng trời ơi, trong khi mình sống không có chịu nhìn, bây giờ trở thành ra một cái xác nằm cứng ở trong quan tài rồi thì nó vẫn đẹp, không có ai nhìn cả, rất là uổng. Thì cái đó là cái niệm đầu nó có thể xảy ra cho mình. Thầy nhớ là ngày xưa thầy có đọc thơ văn của một vị thiền sư bên Nhật Bản. Ông sống vào thế kỷ thứ 13. Ông nói là tôi không có tiếc gì, tôi chết đi, tôi không có tiếc gì. Không có tiếc nói gì hết, tôi chỉ tiếc cái đẹp của bốn mùa thôi. Bốn mùa thật là đẹp. Mùa đông có tuyết, mùa thu có lá vàng, mùa xuân có hoa nở đầy hết, và mùa hè xanh mướt. Thì tôi chỉ tiếc cái đó thôi. Và thầy đọc cái đoạn văn đó cách đây cũng 15, 20 năm là ít. Và thầy có tiếc cho vị thiền sư đó. Thầy không có tiếc bốn mùa mà thầy tiếc cho vị thiền sư đó. Không phải là tiếc cho vì đó không có cơ hội ngắm cái đẹp, mà tiếc cho vì đó chưa thấy được. Chưa thấy được cái chân lý của vô biểu. Khi mình nhìn thấy tuyết, tuyết trắng, mây bạc trắng trong, khi mình nghe thông reo, nhìn hoa nở, thì mình thấy cái biểu hiện nó có hai mặt. Nó vừa có chủ thể, vừa có đối tượng, và hai cái đó nó biểu hiện cùng một lúc, gọi là năng sở đồng thời. Năng sở đồng thời. Và đó cái ý nghĩa của Visnapti. Và các vị đã được nghe thầy giảng nhiều lần rồi. Các vị biết rằng là nhận thức bao giờ cũng là nhận thức một cái gì. Ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì.
và không thể nào có đối tượng mà không có chủ thể. Và không thể nào có chủ thể mà không có đối tượng. Cái này rất là quan trọng. Cái này nó thuộc về duy biểu học. Đó là năng sở đồng thời. Và mình chấp vào cái này là chủ thể, cái này là đối tượng, hai cái là hai thực thể khác nhau. Thì cái đó gọi là nhị thú. Nhị thú tức là hai cái kẹt nhị thú. Hai cái kẹt. Tiếng Anh gọi là double grasping. Vậy thì nhìn cái hình đó của Hòa Thượng Mạng Giác đang ở trong kim quang, và cái hình ảnh của trời xanh, mây trắng và những cái tùng kia, mình nói rằng cái đối tượng còn đó, nhưng mà cái chủ thể đi đâu rồi? Đó là một cái sự sai lầm. Mình thấy rằng cái đối tượng có đó, nhưng mà cái chủ thể không có đó để mà ngắm nhìn. Thì cái đó là một cái kẹt. Nó nằm trong nhị thụ. Mình thấy mình sai lầm liền. Là nếu mình khái Hòa Thượng ơi, cảnh vật nó đẹp như vậy mà bây giờ Hòa Thượng đâu rồi, không có nhìn, thì tức là mình lầm. Tức là mình coi Hòa Thượng như là một cái chủ thể, nó nằm ngoài đối tượng. Vì vậy cho nên nhìn cái trời trong, trời xanh, mây trắng mà thấy cái đó cũng là chủ thể. Thì mình thấy rằng là cái tro, cái xác kia, nó cũng một đồng, một cái bản chất với là cái trời xanh mây trắng kia. Thì tại sao cho là cái hình hài, cái xác thân nó nằm trong kim quang là một cái nó có khác. Nó là một phần của cây cỏ, một phần của trời xanh, một phần của mây trắng. Và trong chủ thể nó có đối tượng, trong đối tượng nó có chủ thể, thì thấy rằng không có cái gì mất hết. Không có cái gì đã qua, không có cái gì mất đi hết. Em phải quán chiếu cho kỹ mới thấy được như vậy. Ở Đại Lý có một vị thượng thư tên là Đoàn Văn Khâm. Thường tới chùa tu học với một vị thiền sư. Và khi cái vị thiền sư đó viên tịch rồi, thì có một số các thầy, có một số đông các đệ tử thương khóc. Thương khóc, nói thầy mình không còn nữa. Thì cái vị... cái ông quan thường sư thường thư Đoàn Văn Khâm đó là một người có tài văn học mà cũng có tuệ giác của sự tu học. Nó có làm một cái bài kệ, một cái bài thơ cho thiền sư. Và hai câu chót nó có tuệ giác lắm.
đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt, hiện tiền sơn thủy thì chân hình. Hồi còn là một vị tỳ kheo trẻ, thầy đã được đọc cái bài đó. Hai câu sau là đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt, viễn tiền sơn thủy thì chân hình. Đạo lữ tức là các bạn tu, tức là các thầy, các sư cô, các Phật tử. Bất tu là không có nên. Bất tu, tu này là nên. Thương vĩnh biệt là đừng có nên than khóc về cái chuyện vĩnh biệt. Này các thầy, các sư cô, các bạn tu, mình đừng có thương khóc vì cái chuyện biệt ly. Là tại vì sao? Tại vì viễn tiền sơn thủy thì chân hình. Tức là nhìn ra phía trước thiền viện, tiền là phía trước, thì mình thấy sơn và thấy thủy. Mà sơn thủy đó là cái gì? Đó là cái hình hài đích thực của thầy mình. Thì chân hình, thì tức là chân hình, tức là hình hài đích thực. Tại sao lại khóc? Thầy mình còn đó. Cứ nhìn sơn, nhìn thủy, nhìn cảnh vật đẹp như vậy, thì thầy mình là đó đó. Thì đó là cái nhìn rất là thoáng, rất là tốt, rất là sâu. Tại thầy mình đang ở trong mình, thầy mình đang nhìn lên này. Thì những cái đó mình nhìn với cái chánh niệm đó, thấy được cái đẹp của trăng trong mây bạc, thì có gì mất đâu. Thì thầy mình đang nhìn, hễ có đối tượng là có chú thể. Hễ có chú thể là có đối tượng. Biểu là như vậy. Biểu tức là sự biểu hiện. Double manifestation as subject and object at the same time. Tức là biểu hiện ra có chú thể và đối tượng cùng một lần. Và vì vậy cho nên cái sự khóc thương, cái sự khổ, sầu khổ đó là do mình không có nắm vững được. Mình có thấy được cái mầu nhiệm của dự biểu. Không có gì mất đi. Nó chỉ có sự biểu hiện. Nó chỉ có sự dừng lại của biểu hiện để tiếp tục biểu hiện với những hình thái khác. Có thể trong khi có biểu này thì có vô biểu kia. Có những cái mà mình không thấy, mình nói không có. Nhưng mà không phải là nó không có. Ví dụ như nhìn bàn tay của thầy đó. Đâu có thấy rằng cái bàn tay này có thể viết bút pháp được. Chỉ khi nào cái bàn tay này cầm cái bút nhúng vào mực và viết thì mới thấy được cái khả năng viết bút pháp, có phải như vậy không? Tại nó có những cái mình đâu có thấy được. Bàn tay này có thể thêm chuông, có thể đánh mỏ. Bàn tay này có thể làm những bài thơ. Mình đâu có thấy được. Tại vì nó vô biểu. Vô biểu tức là chưa biểu hiện. Nó không có nghĩa là nó không có. Thành ra khi mình thấy một cái biểu thì mình nói là có. Và không thấy cái biểu thì mình nói là không có. Đó là cái sự sai lầm của mình. Ở trên đại dương
miền Bắc cực đó, nó có những cái tảng băng sơn. Cái tảng băng sơn nó rất là lớn, có khi nó lớn bằng cái trái núi luôn. Nhưng mà cái mặt nước á, nó che lấp hết, nó chỉ cho thấy được một cái khoảng rất là nhỏ. Cái tảng băng sơn đó tiếng Anh gọi là iceberg. Thì nếu mình nhìn đi trên máy bay nhìn hoặc đi thủy nhìn thì chỉ thấy có cục nước đá nhỏ nhỏ thôi, nhưng cái thực dưới đó là cả một cái băng sơn, một cái băng sơn, một cái tảng núi băng này nữa. Vậy vậy cho nên những cái gì mình không thấy mà mình nói là không có là không đúng. Cái này là cái phần biểu, và cái phần này là phần vô biểu. Bởi vì vậy cho nên rất là cẩn thận. Cái sinh diệt nó chỉ là biểu hay là vô biểu. Và cái biểu với cái vô biểu nó đi chung một lần. Trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu. Vô biểu nó có nghĩa là không có nghĩa là không có. Nó chưa bảo biểu hiện mà thôi. Và vì vậy cho nên quán chiếu thì mình thấy rất rõ là không có sinh, không có diệt. Nó chỉ có biểu và vô biểu thôi. Có thể trong khi có biểu này thì có vô biểu kia. Mình có thể bỏ chữ có thể đi. Trong khi có biểu này thì có vô biểu kia. Và khi mình thấy được cái vô biểu rồi á, thì cái chấm dứt của cái biểu này đối với mình nó không có động tới được mình. Trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu, trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu. Trong khi mình làm học trò thì cái thầy của mình, cái tính học trò của mình nó biểu ra. Và cái tính thầy của mình nó trở thành vô biểu. Ví dụ như sư cô Tuệ Nghiêm đang ngồi đóng vai học trò, đang nghe thầy giảng, thì cái con người học trò biểu ra. Nhưng mà khi mà sư cô đi về Việt Nam, sư cô giảng, hay là sư cô đi Mỹ, sư cô giảng, thì cái con người học trò nó thành vô biểu, và cái con người giáo thọ nó trở thành biểu. Thành là khi cái này biểu thì cái kia vô biểu. Và phải học mà nhìn như vậy. Thành ra đối với Đức Thích Ca, thầy của mình, thì hiện bây giờ mình thấy cái Siddhartha là vô biểu. Tại vì không có hình hài Siddhartha nữa. Nhưng mà có những cái khác nó biểu. Mình thấy được pháp thân, mình thấy được ứng thân, mình thấy được tiếp nối của Đức Thích Ca, và mình thấy rằng Đức Thích Ca quả là không sinh không diệt. Đức Thích Ca biểu và vô biểu một cách rất là mầu nhiệm. Mình tiếp xúc với cái đó thì mình tiếp xúc được cái vô sinh bất diệt của Đức Thích Ca. Mình thấy được cái biểu và cái vô biểu. Trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu. Và hai cái nó luân phiên, nó đóng trò với nhau. Khi mà có nước đá thì không có mây. Khi mà có tuyết thì không có nước đá. Và vì vậy cho nên phải coi chừng, đừng có bị kẹt vào cái có, cái không, cái sinh và cái diệt. Và nhất là khi mình học sâu vào vô biểu thì mình có cái
thấy về cộng biểu và biệt biểu. Cộng biểu tức là biểu hiệu chung, biệt biểu là biểu hiệu riêng. Tăng thân cũng vậy, có khi tăng thân biểu hiện như là một cái collective manifestation, một biểu hiện chung. Có khi tăng thân biểu hiện như là một cái biệt biểu, một cái individual manifestation. Nhưng mà trong bất cứ trong cái cộng nó có cái tự, và trong cái tự nó có cái cộng. Cộng tức là collective, biệt tức là individual. Mình là một thầy, một sư cô. Mình giống như một cá nhân, nhưng mà mình mang cái tăng thân ở trong, trong mình. Mình đi ra một cái là mình đại diện cho các tăng thân. Cái đó là trong cái cộng, ở trong cái biệt. Còn khi mà tăng thân đứng ra như là một cái biểu hiện cộng đồng đó, thì cái cộng biểu đó nó chứa đựng những cái biệt biểu ở trong. Và vì vậy cho nên đi tới một bước nữa, thấy được tính cách của cộng và biệt biểu thì mới hoàn toàn thấy được cái bản chất của dữ biểu. Khi mà nhìn ra khóm tre, tháp chuông, đám mây, trời xanh, thì mình nên nhớ rằng đó là đối tượng của cái nhận thức mình. Nhưng mà cái đối tượng đó, nó là một cộng biểu. Nó là cộng biểu. Đồng thời nó cũng là biệt biểu. Hai người cùng nhìn lên một đám mây. Mà người này nhìn đám mây thì thấy, hai người đều thấy đám mây đã hết. Thì đám mây đó là một cái cộng biểu. Là đối tượng chung của tâm thức hai người, chứ không phải chỉ một người thôi. Anh thấy đó là đám mây. Tôi cũng thấy đó là đám mây. Đám mây đó là đối tượng chung của nhận thức mình. Nhưng mà đám mây đó tôi thấy cái hình giống như là cái áo, áo vest. Còn anh thấy cái đám mây đó giống hình con ngựa. Và tại sao vậy? Là tại vì cái tâm thức nó cũng giống nhau. Trong trường Quán Âm Thiệt Kính nó có hai câu nói về chuyện này: phù vân một đoá bay đi, khi thì áo trắng, khi thì chó đen. Khi thì mình thấy đó, cái đám mây đó là cái áo trắng, người khác thì thấy cái đó là cái áo đen. Và vì vậy cho nên tùy theo cái tâm người mà mình thấy cái này là cái như thế này hay cái hay như thế kia. Thì cái mình nhận thức đó cũng như là nước Pháp. Nước Pháp là một cái thực thể, một cái thực tại. Cái thực tại đó là cái đối tượng nhận thức của mình. Nước Pháp có những cái núi sông,
có những phong cảnh, có những thành phố. Thì nước Pháp là một cái đối tượng nhận thức chung, một cái cộng biểu. Nhưng mà mỗi người chúng ta nhìn nước Pháp bằng cái tâm trạng có thể là khác nhau. Vậy vậy cho nên trong cái cộng nó có cái biệt. Thành phố Paris có bao nhiêu là triệu người ở, nhưng mà trong mỗi người Paris là Paris chung, nhưng mà trong mỗi người Paris riêng nó có cái thấy khác về Paris. Mỗi người có cái Paris riêng của mình. Thì trong cái tổng cộng nó có cái biệt. Trong cái collective nó có cái individual. Cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình nó nhìn thành phố Paris, nó nhìn nước Pháp, nó nhìn trời đất, nhìn bốn mùa cũng vậy. Cái tâm mình đó, nó có, mình tưởng nó là biệt, nhưng mà kỳ thực ở trong đó nó cũng có cộng. Cái tâm mình là cái tâm cộng đồng. Cái tâm mình không phải chỉ là biệt, biệt biểu, nó cũng là cộng biểu. Cái đồng euro, cái đồng đô la, nó là một cái cộng biểu. Tại vì đồng đô la là đồng đô la, mà đồng euro là đồng euro. Nhưng mà vì cái tâm của mình á, mà nó làm cho đồng euro có khi đi lên, có khi đi xuống, có khi đi lên, có khi đi xuống. Cái giá trị của đồng đô la không phải là tự nó có, mà nó do cái tâm của mình. Khi mà mình sợ hãi hoang mang thì cái đồng bạc nó xuống giá. Khi mà có niềm tin thì đồng bạc của mình nó lên giá. Vậy vậy cho nên đừng có tưởng cái đó là một cái thực tại có ngoài mình. Nó liên hệ tới cái tâm mình rất là nhiều. Có một thời ở Việt Nam có cái mốt mặc áo dài rất là ngắn, gọi là mini áo dài. Và những người rời khỏi Việt Nam á, trước khi cái mốt đó có, lấy làm ngạc nhiên, trời ơi mặc cái áo dài ngắn cục ngủ như vậy mà thấy đẹp thì cũng lạ thiệt. Mình mặc quăng mặc áo dài, dài tha thước rất là đẹp rồi. Bây giờ thấy các cô tự nhiên mặc cái mốt gì kỳ cục, mặc áo dài cuốn cớn như vậy mà cũng cho là đẹp, rất là lạ. Chịu không nổi. Nhưng mà khi về nước rồi, ở vài ba tháng, tự nhiên thấy mặc áo dài, mà dài quá thấy xấu. Vậy vậy cho nên cái tâm thức của mình nó bị tâm thức cộng đồng nó ảnh hưởng. Những cái mode, những cái fashion show, những cái trình diễn thời trang là đều là những cái hoạt động của tâm thức hết. Đẹp hay xấu, nó không phải là những cái thực tại khách quan, mà nó được sáng tạo ra bởi cái tâm thức chủ quan. Có những cái trưng bày ở trong triển lãm, những bức tranh trưng bày trong triển lãm, mình thấy không đẹp gì hết mà ai cũng khen. Và nhất là khi họ để giá rất là đắt thì là chắc chắn nó đẹp lắm cho nên người ta mới để giá mắc như vậy. Và rốt cuộc mình nhìn một hồi mình thấy cũng đẹp, mình phải tin rằng nó phải đẹp, nếu không để tại sao để cái giá nó mấy triệu đồng như vậy. Thành ra cái tâm người đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong đó. Vì cho nên không những cái đám mây kia
nó vừa có tính chất cộng biểu và biệt biểu, mà cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình ở đây cũng là tâm cộng biểu. Cho nên mình nhìn thấy cái cảnh đó, tức là Hòa Thượng cũng đang nhìn thấy cảnh đó, không có gì mất đi hết. Và sau này nếu cái thân xác của mình tiêu hoại thì những người bạn của mình, những người học trò của mình nhìn thì mình cũng đang nhìn cái đó. Tại sao phải nói rằng là tôi không có tiếc gì hết, tôi chỉ tiếc cái đẹp của bốn mùa, sau này tôi không có thể nhìn thấy được. Cho nên thầy tiếc cho vị thiền sư là tiếc ở chỗ ông chưa thấy được cái điều đó. Nguy hiểm lắm, trong thiền hãy nói ra một câu là người ta biết, ta biết mình đi tới đâu rồi, chỉ cần nói ra một câu thôi. Cho nên ngầm miệng lại đừng nói gì hết, hay hơn. Chúng ta đang chuẩn bị cho 3 tháng an cư mùa đông. Và chúng ta phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Chúng ta dọn dẹp cho sạch sẽ cái cư xá của chúng ta, cái xóm của chúng ta. Mà chúng ta cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ cái tâm của chúng ta. Những cái đang còn buông thùa, những cái đang còn bề bối ở xung quanh ta và trong tâm ta, chúng ta phải dọn cho sạch. Chúng ta có khoảng 5 ngày nữa để làm retreat cleaning. Những người nào có máy tính riêng thì phải trình lên chúng và nói cái máy tính này là máy tính của chúng. Những người có điện thoại riêng cũng vậy. Trong các cư xá, trong các phòng ốc của mình không có để thức ăn riêng, không có để mì gói riêng, không có những cái DVD, những cái CD âm nhạc không hợp pháp. Mỗi xóm phải tổ chức một cái thùng để cho tất cả những các thầy, các sư cô, các Phật tử, nếu mình đang là sở hữu chủ của một cái cuốn sách, một cái băng nhạc hay là một cuốn phim gì mà có nội dung không có lành mạnh theo chánh pháp thì phải buông bỏ, phải đem và bỏ vào trong cái thùng đó, và mình sẽ làm lễ chôn cất cho đàng hoàng. Cái đó gọi là buông bỏ và phát lộ. Thì mỗi xóm đều phải tổ chức như vậy hết. Và chúng ta phải dọn cho sạch từ trong cho tới ngoài, từ trong tâm cho tới ngoài hoàn cảnh. Và rất mong các vị trong hội đồng giáo thọ cũng như là ban chăm sóc các xóm để ý tới việc này, để cho khóa tu chúng ta thật thanh tịnh. Mỗi bữa trưa chúng ta phải cúng ngọ, mỗi chiều thứ bảy chúng ta phải cúng thí thực, và mỗi ngày đều có tụng kinh tiếng Việt
tiếng Anh và tiếng Pháp, một bài tiếng Việt, một bài tiếng Anh, bài tiếng Việt, bài tiếng Pháp. Và những người không biết tiếng Việt thì phải học kinh tiếng Việt, những người không biết tiếng Anh thì phải học kinh tiếng Anh. Phải học và tụng cho được, và nhất là những cái bài mình chưa thuộc, những bài mới phải học cho được. Và mình thực tập như thế nào để mỗi buổi ngồi thiền nó có tính cách nuôi dưỡng, mà đừng có rơi vào trong cái bẫy thực tập hình thức. Mỗi buổi đi thiền hành nó có tính cách nuôi dưỡng, và mình phải thực sự có mặt trong những cái sinh hoạt tu tập của chúng, như là ngồi thiền, đi thiền hành. Khi mà đại chúng tập hợp để đi thiền hành thì mình phải có mặt, đừng có ở trong phòng và đừng có ra trễ, là mình phải có dám niệm, mình phải bầu ra dám niệm trong mỗi xóm. Và hễ có chuyện gì thì mình cứ dám niệm mà hỏi, cứ tới dám niệm mà hỏi. Mình xin chúc đại chúng một mùa an cư kiết tâm có nhiều hạnh phúc, xây dựng được rất nhiều tình huynh đệ.